Tóc anh độ dài này uốn được cả đầu không? Nó uốn là con gì ạ? Ở trên thì nó sẽ phồng phồng đuổi xuống nhé, mái thì vẩy lên. À, nghĩa là phong kiểu soft tuyết đúng không? Ừ. Độ dài thì đủ rồi đấy, nhưng mà cái tóc này của anh lên để phần bên trên này tự nhiên thôi. Vì em thích là để bên trên nó kiểu ngắn ngắn thôi đấy. Ừ. Dựng lên một chút đấy. Ừ. Nó bay về trước, còn đâu cái phần mái để hơi dài hơn một chút, xong rồi em cuốn mỗi mái này nó kiểu ôm lên như này thôi. Ừ. Mình nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn là cái uốn cả đầu. Ừ, ok. Uốn cả đầu thì nhìn nó kiểu hơi cộm. Ừ. Em muốn cái form trông nó khỏe hơn một chút. Ừ. Ok. Xung quanh của anh em sẽ phết trắng trắng một chút nhá. Đừng trắng quá. Đừng trắng quá, ok. Hi, 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 I'm your little butterfly. Hi, 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 I'm your little butterfly. Green, black and blue, make the colors in the sky.